Xin chào quý khán thính giả. Hình ảnh trước mặt quý vị á, đây là chiếc ghe thu mua đang tìm chủ mới. Chiếc này hiện tại là đang nằm ở cửa biển Hòn Quéo, thuộc huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, ấp Hòn Quéo. Keo thì đã nguyên con rồi. Chiếc này anh chủ này mua lại của một người khác. Thì bây giờ ảnh nhờ từ siêu quay lên để tìm chủ cho em nó. Ghe thu mua mình sẽ vô chi tiết nha. Đi lên ghe KR91193TS, mũi cao. Ở đây là có hai cây neo đó, đường dây neo đây vào luôn. Còn cái phần máy này thì ảnh lấy lại ảnh xài trên nhà của ảnh nha, không có dao, máy đê thôi. Chiếc này quý vị có thể làm nghề đánh gặp xếp nè, đánh lú đó, rồi thu mua, rồi cào chiết. Chuẩn bị chúng ta sẽ xuống đây kiểm tra phần bè cong của nó ha. Cây là cây bô bô. Xuống đây kiểm tra nha, xuống hầm mũi nè. Về phần bè cong hầm mũi á, còn khá là ngon nha. Phần này từ siêu bao cho quý vị. Từ siêu coi rồi. Ở đây anh chủ có cặp thêm tổng cộng là 4 dây ga. Dây ga này anh cặp là cây bạch đằng nha. Bạch đằng nè, nhìn mới nè, thấy không? Mới cặp thêm. Con tán còn mới chát luôn. Thì cây cối ở đây là từ siêu bao cho quý vị nha. Từ siêu khám rồi. Ở đây là không có ngăn hầm, nó luôn tuồn phía sau đó. Lúc trước là anh định làm cào hến mà anh không làm. Rồi đi lên nha. Lên. Cây bô bô. Về phần kích thước á, bề ngang của em này là 4m2. 4m2. Bề dài á là 17m9. Là phủ bì nữa nha. Phủ bì. Còn tâm hạ là 1m7. Phần này thì ảnh làm cái sàn rồi. Đó, lót keo luôn rồi. Này mình làm ốc nè cũng được luôn. Thiết kế lại sàn khô đây, sàn khô này thì cây bạch đằng mới làm đây luôn. Rồi bây giờ vô trong cabin xem nha. Cabin này thì cũng cây bô bô, cây bạch đằng luôn đó. Lan can nè, lan can cabin là mới luôn. Bô lửa thì bằng sắt. Vô cabin. Vô lăng inox. Tay ga số thì inox luôn. Máy điều định vị định dạng đó để trên nhà rồi, chút nữa mình quay luôn. Này truyền xích. Bên đây máy điện nè. Đó. Đủ rồi hết. Chiếc này theo từ sự đánh giá hiện tại á là ổn nha, giấy tờ đầy đủ luôn. Cây cối thì khỏi lo. Ghe này trong giấy là giấy hậu cần đó. Trang thờ phía bên tay phải. Rồi bây giờ mình ra làm sao nữa. Này thông xuống hầm máy luôn nè. Máy này anh chủ nó là máy mới đổi đó. Bình nước ngọt này không, còn mới luôn thấy không. Rồi ra làm sao. Ở đây là cái phần cẩu này nè đó, với cái phần cái dàn máy để lên cào nè, là không có dao nha, chỉ dao ghe thôi. Bếp thì để phía bên tay phải. Giờ vô đây, vô phần hầm máy. Máy này là máy 6V kép thủy kèm hộp số á, là 5 tua bồn dầu chạy nè. Dầu này anh chủ tặng cho quý vị là 50 lít chạy về đó. Máy 6V kép thủy chủ bao zin. Máy này anh chủ nói là mua mới đây thôi, là mua nghĩa địa đem xuống gắn luôn, tiết kiệm dầu ha. Máy này ok,
kèm hộp số 5 tua có thể làm cầu chiếc được đó. Cái lắp đây, cái lắp này lắp inox 90 ly. Còn bánh lái của nó là bánh lái sắt lắp keo, cốt inox. Cặp bình đó là cặp bình 120. Đó, cặp. Chút nữa đầy lỗ kiểm tra hơi hám ha. Sau lái nè. Nói chung cây cối thì từ siêu bao cho quý vị nha. Phần cây cối khỏi lo nghĩ. Ghe thu mua thì rất là kỹ chuyện cái cây cối đó. Nè, đây xài bình lượt inox nữa nè. Rồi bây giờ sẽ nổ máy nha. Nổ máy đi anh ơi. Rồi máy này từ siêu chấm là ngon nha. Không đổ hơi, chủ bao zin. Cứ gọi cho anh chủ nha, số điện thoại trên màn hình á. Thương lượng giá cả. Máy này bít tông của nó là 1 tấc 4. Tấc 47. Tấc 47 ha. Rồi tấc 47. Cái máy luôn mà máy đi xuống mà. Dạ dạ. Ở đây thì mình quay thực tế gì đó. Thì chiếc này giá tiền 750 triệu đó, có thương lượng đó. Quý vị cứ gọi cho ảnh đi. Cây cối thì quý vị khỏi lo. Lú này là của người ta. Đó. Thì chỉ giao ghe không nha. Máy móc giấy tờ. Lan can nè, thấy không? Về phần giấy tờ á, ở đây anh chủ sẽ chịu tiền công chứng, còn sang tên đó quý vị sang ơn nha. Làm được nhiều nghề lắm, cây cối thì khỏi lo. Ghe là ghe thu mua. Sau lái đó, lái đồi này lái đồi vừa, không cao không thấp. Ở đây là định dạng Navigato. Lúc ảnh mua là 13 triệu đó, mua mới đó. Bây giờ còn khá là im nè. Chưa có xé cái miếng dán màn hình luôn. Quay thực tế như vậy đó. Mình quay đến đây thôi nha. Cứ gọi cho anh chủ đi. Gọi thương lượng giá cả với ảnh.